Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn một mẫu xe hạng sang của nhà BMW Trước mặt anh chị và các bạn đây đó là một chiếc xe X7 X Driver 40i phiên bản M Sport sản xuất là 2019 và đăng ký là năm 2019 anh chị nhé Xe là phiên bản 6 chỗ ngồi nhập Mỹ Mọi chi tiết của chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản cực kỳ đẹp và sau đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết xe đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội chạy siêu lướt chạy đúng 12.000 km anh chị nhé xe thì anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara check đầy đủ bên showroom sẽ đánh xe cho anh chị bạn đi kiểm tra Đấy, về phần thân xe thì anh chị bạn có thể thấy xe có trang bị mâm đúc hợp kim các chi tiết của chiếc xe sơn si còn rất mới đuôi xe thì có trang bị đèn hậu dạng led cũng như là các chi tiết lipo thể thao cam 360 cảm biến rồi là cốp điện Đó cốp đầy đủ anh chị ạ anh chị đợi em một chút để em mở cái phần cửa đường khóa trung tâm Đấy, cả chi tiết em quay kỹ để anh chị bạn thấy được mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp chủ xe rất là ít đi xe thì sử dụng khối động cơ là 3.0 tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng cho công suất là 335 mã lực, moment xoắn cực đại là 447 Newton. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 99 km trong khoảng 5,8 giây. Tốc độ tối đa của chiếc xe đạt là 255 km. Xe thì sử dụng động cơ là 3.0 kết hợp với hộp số tự động là 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cuối xe cũng có rất nhiều các chế độ lái như ba chế độ lái Sport, Comfort, Eco cùng rất nhiều tính năng như lâng hạ gầm đầy đủ Đấy, các chi tiết chị bạn thấy phần cốp mọi chi tiết chỉnh điện đầy đủ gập ghế hàng ghế thứ ba Đấy, mọi chi tiết chị bạn hãy cùng em quan sát nhé chất liệu thì toàn là cao cấp rồi với chiếc xe này thì nó cũng có hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng như rất nhiều các tiện ích an toàn được công nghệ với dòng xe mà Nhập Mỹ thì nó thường thường rất là nhiều công nghệ trang bị đủ và những cái tính năng khắt khe ở tiêu chuẩn của Mỹ. Và bây giờ ta sẽ đi cùng tham quan về hàng ghế thứ hai của chiếc xe. không gian thì cũng rất là đẹp. Ghế thì trang bị ghế massage, sấy ghế. Rồi là trang bị cửa lóc, cốp điện đầy đủ. Đấy, mọi chi tiết hàng ghế thứ hai thì nó có trang bị hai màn hình gối đầu to bản. những cả chi tiết trần, da lộn. hệ thống chất lượng ghế da thì gọi là toàn chất lượng ghế da cao cấp rồi hàng ghế thứ hai nó có trang bị cửa gió điều hòa cũng như rất nhiều các tính năng tiện ích an toàn cho người sử dụng phần cánh lái đây chị cùng em quan sát này với dòng xe này thì nó rất nhiều công nghệ kể ra thì không thể hết được trong một clip ngắn đấy còn các bác nào cần xem chi tiết hoặc là có thể trải nghiệm thì có thể qua showroom địa chỉ 562 Văn Cừ Long Biên Hà Nội việt tuấn auto để xem xe và trải nghiệm lái thử chiếc xe này nhé. đây em sẽ quay kỹ phần ghế da anh chị còn thấy chất lượng ghế da cao cấp này cực kỳ đẹp đây, hệ thống tablet tableau màn hình giải trí mọi chi tiết còn trong tình trạng rất là mới đây là phần các chi tiết về cần số cần số pha lê các chi tiết đèn rồi cũng như các chế độ vô lăng tích hợp gửi số vô lăng đầy đủ các tính năng option được tích hợp. Vâng, em xin tổng qua sơ qua về chiếc BMW X7 X Driver à, à, 40i phiên bản F Sport 6 chỗ ngồi hiện đang giao bán với mức giá là 5 tỷ 950 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của anh chị và các bạn. Trong video thì em có thể phát âm tiếng Anh nó có nó kém thì mong anh chị và các bạn thông cảm